Puka tự tin diện bikini khoe vòng một nóng bỏng khiến dân tình u mê. Trên trang cá nhân, Puka khoe ảnh diện bikini. Cô chọn bikini có thiết kế vừa vặn với cơ thể giúp khoe chọn được thân hình trước ống kính. Không chỉ vậy, nhiều người chú ý vào vòng 1 của cô nàng khi thiết kế có phần táo bạo. Cách tạo dáng khéo léo của Puka khiến công chúng khó lòng rời mắt khỏi vòng một nóng bỏng. Lâu lắm khán giả mới thấy một Puka sexy quyến rũ thế này. Ngay sau khi đăng ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, fan thích thú bình luận. Đặc biệt làn da trắng hồng không tì vết cùng gương mặt góc cạnh càng khiến puka thêm tỏa sáng puka sở hữu thân hình mảnh mai cùng vòng eo con kiến đáng mơ ước hiếm hoi lắm mới thấy cô phô diễn hình thể một cách táo bạo đến vậy nhưng mỗi lần khoe là khiến người xem không thể rời mắt không chỉ có tài diễn xuất puka còn sở hữu diện mạo cùng vóc dáng được đánh giá cao trong showbiz việt bên cạnh những dự án phim ảnh puka cũng tham gia nhiều game show chương trình truyền hình thực tế và nhận được sự yêu mến của công chúng nhờ tính cách năng động hoạt ngôn với tính cách nhí nhảnh dễ thương cô nàng luôn ghi nhiều điểm với fan